em xin được test thử cặp loa G. Dòng loa em bán rất là nhiều. Em chuyển cho anh chị Hòa Tuấn ở Linh Thuận. Vâng, chỗ Tháp Tràm, Linh Thuận. Cặp loa này có giá 5.800.000. Vâng, em cảm ơn anh chị đã đặt hàng bên em. Trước đây bác đã mua bên em một cặp loa BMB 2000C. Bây giờ bác mua thêm cặp loa G để bác phối ghép vào thì phải nói là tuyệt đỉnh. Và cặp loa này sử dụng bát 25, dòng loa của Tây Ban Nha, cặp loa hàng bãi. Vâng, giá 5.800.000, cái giá rất là tốt. Với trong mức giá của hàng bãi, cặp loa full 25 này thì chắc chắn là không có đối thủ trong cả trong tầm tiền các bác nhá. Giá tiền nó rất là êm, chất lượng thì nó vượt trội so với giá tiền hay các bác các anh chị bỏ ra. Giá 5.800.000 một cặp loa cực kỳ là đáng chơi. Vâng, các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em theo hai số máy để được đặt hàng. Ở những sản phẩm loa G bên em là cập bến được 15 đôi các bác nhá. Sản phẩm này trước đây cách đây khoảng 2 tháng em cũng đã có mấy lô về và em bán rất là nhanh, cực kỳ là chất và VIP. Vâng, dòng của Tây Ban Nha. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.